Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc, huyện Đắc Hà tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển diện tích rừng trồng, qua đó từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn. Đây là diện tích 5 hecta rừng sản xuất của gia đình ông Đỗ Văn Huy tại thôn Tân Lập A, xã Đắc Rinh, huyện Đắc Hà. Được hỗ trợ cây giống cùng phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, đầu tháng 8 năm 2023, gia đình trồng 10.000 cây keo lai. Nhờ thường xuyên phát dọn thực bì, làm cỏ, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, diện tích keo của gia đình phát triển tốt với tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Qua hơn một năm chăm sóc, cây có chiều cao trung bình trên 2m. Với diện tích đất trống còn lại, năm nay ông tiếp tục đăng ký trồng 10 hecta với hơn 23.000 cây giống bạch đàn. Bây giờ thì nó cũng vào giữa cái mùa mưa rồi thì mình coi như là cố gắng phấn đấu về trồng Coi như là làm sao mà càng rút ngắn thời gian lại thì càng tốt Nếu mà trồng cái cây vạch đàn U6 này ấy, Thì đầu tiên là cái khu vực Tây Nguyên này là cái cái, cái, cái xử lý mối là quan trọng nhất Đó. Và cái thứ hai nữa là phải đào hố cái chiều sâu của nó cạn chết là phải được 30 Đó rồi bỏ phân coi tùy nếu mà có nhiều thì bỏ nhiều, có ít thì bỏ ít nhưng phải có bón nót, ít nhất là cũng phải được trăm g một gốc nên là bỏ xuống dưới đáy hố rồi đảo sơ đi rồi nấp xuống đó rồi kết hợp trồng là phải cách cái chỗ 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 bỏ phân là nên cái đáy của cái bầu này, ít nhất là phải được 10 đến 15 cm chứ còn nếu mà trồng mà giáp cái chỗ mà bỏ phân nên là cái cây non nó cái rễ nó còn non là nó 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 chết hết. Năm 2024, xã Đắc Hơ -Rinh được giao chỉ tiêu trồng mới 45 ha rừng. Trên cơ sở đó, địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân đăng ký trồng rừng. Đến nay, xã trồng mới hơn 47 ha rừng sản xuất, trong đó có gần 25 ha nhân dân tự bỏ tiền mua cây giống phân bón Bên cạnh đó, địa phương xây dựng hai mô hình vườn ươm với 21.000 cây keo và vận động xã hội hóa được 1.000 cây bạch đàn hỗ trợ trồng dặm diện tích rừng trồng bị chết. Tiến độ theo cái lịch thời vụ đề ra thì chúng tôi đang tập trung là chỉ đạo các cái thành viên bán chỉ đạo trong rừng của xã là phụ trách để từng các hộ gia đình để xuống trực tiếp hưởng nhận tài vườn rắn vườn vườn cây hướng dẫn bà con cách đào, đào hố rồi bón phân và đẩy nhanh cái tiến đầu xuống giống để hoàn thành được cái việc là là xuống giống trong rừng năm nay nhằm nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt trên 50% trong giai đoạn 2021-2025 năm 2024 huyện Đắc Hà được giao chỉ tiêu trồng mới 310 ha rừng sản xuất để đảm bảo tiến độ trồng rừng, các xã chủ động tuyên truyền vận động người dân đăng ký trồng rừng theo kế hoạch. Tại xã Đắc Uy, trên cơ sở chỉ tiêu được giao qua tuyên truyền vận động, xã trồng mới gần 5 hecta. Trong đó nhân dân tự bỏ kinh phí trồng hơn 4 hecta. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, địa phương tích cực tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt các diện tích rừng đã trồng. Để mình mới chuyển đổi thêm, thêm cỡ hai hect nữa. À, mình tự bỏ cái tiền trong nhà ra mình mua giống để trồng trong rừng để là mình để mình bảo vệ à, cái cái nguồn nước đầu nguồn như thế này rồi thứ hai là nó không bị sai mòn rồi tạo cái không khí trong lẫn này kia cho à, nên tư tư hoạch là gọi là cải thiện kinh tế của mình. Nói rõ giải thích cho với bà con về cái lợi ích của việc trồng rừng cũng như là tạo sinh kế cho người dân trong quá trình trồng rừng vừa bảo vệ được nguồn nước vừa bảo vệ được cái tài nguyên thiên nhiên cũng như là giúp cho bà con nâng cao cái ổn định cuộc sống tạo sinh kế cho bà con phát triển về kinh tế hộ gia đình người dân trên địa bàn là ủng hộ rất cao ủng hộ đối với cái dự án trồng rừng trên địa bàn xã và các hộ dân thì tích cực trong cái việc đăng ký trồng cũng như là chăm sóc rừng trồng Đến nay huyện Đắc Hà đã trồng mới 335 hectare rừng trên địa bàn 6 xã Đạt 108,6% kế hoạch Các xã có diện tích rừng trồng lớn như xã Đắk Vật Si hơn 70 hectare Xã Đắk Long 65 hectare, Đắk Hơ Rinh 45 hectare Để diện tích rừng trồng phát triển mang lại thu nhập cho người dân Kiểm lâm địa bàn thường xuyên hướng dẫn cách phòng trừ côn trùng, sâu bệnh hại thường gặp trên cây trồng, bón phân đúng thời gian quy định. Đối với diện tích rừng thì rừng trồng thì cũng tiên truyền bà con hàng năm, hàng tháng đều đều có cuộc tiên truyền lòng ghép với các ban ngành đồng thể cụ xã và về các thôn, làng thì cũng tiên, tiên truyền bà con về công tác quản lý bảo vệ rừng và tới cái mùa mà cái mùa trồng rừng thì phải khi phát dọn trước đào hố trước xử lý thực bì rồi sau đó là tiến hành khi mà có dự án xong là giao cây và chúng ta tiến hành trồng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương sự hưởng ứng tích cực của người dân huyện Đắc Hà đã hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2024 qua đó đóng góp quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu phát triển mới diện tích rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.